À, mời mọi người bắt cái cành ngỗng nhé. Ngon lắm các bạn ạ. Tuyệt vời đúng không? Rất tuyệt vời. Phải. Một tháng phải làm 3-4 lần mà ăn mới là đủ tiêu chuẩn. Tất cả mọi người ủng hộ tôi nha. Nào, xin mời. Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với kênh ẩm thực tôi yêu nhé. Hôm nay mình có mua được con ngỗng mọi người ạ. Mình đang mang lên trên nhà bố mình để mình thịt, mình làm món mọi người. Đây là quang cảnh quê mình đây, mình quay lại cho mọi người xem nhé. Nhiều không chú? Anh à? Có ít anh. Người thì ngàn mới giả vậy. Mấy nó bắt thêm ít nữa. Đây xóm làng nhà mình đây mọi người ạ. Đây là quang cảnh nhà mình nhé mọi người nhé. Và đây là con ngỗng mình mua mình thịt đây mọi người ạ. Bây giờ mình đi làm món nha mọi người nhé. Đây bố mình đang mổ con ngỗng đây mọi người ơi. Bây giờ bố mình đang đi lọc ngỗng mọi người ạ. Mình làm món lẩu, món chả cầy, món xào lăn. Kiểu nhiều thịt phết đấy mọi người, dày. Nó được một cái lực này thôi. Ngỗng thịt nó dày mọi người. Xương cho vào nấu lẩu, hầm lấy nước lẩu. Ngỗng nó dày thịt như thế này nha các bạn, cố gắng mà làm mà ăn nha. Mình lọc lấy hai cái lườn thì mình thái mình nấu lẩu nhé mọi người nhé. Thịt đỏ như thịt trâu mọi người ạ. Đúng là thịt ngỗng.
ngỗng này ăn lẩu mình thái mỏng đấy, không dai lắm mọi người ạ. Bây giờ ta cho mẻ ra này. Đây đang đi bóp rửa mận mọi người ạ. Là bây giờ cho mẻ này, cho mắm, mắm tôm này. Mắm tôm này, mắm tôm. Đến riềng này. Riềng với sả. Còn đến củ chuối này. Mì chính. Mì chính mọi người ạ. Bây giờ ta bỏ mì chính vào. Thế bây giờ ta đủ hết mọi thứ rồi. Bây giờ ta bắt đầu ta bóp. Bóp xong ta để khoảng độ tầm 15 phút thì bắt đầu ta đun. Rượu mận mình bóp càng kỹ càng ngon nha mọi người nhá. Mà ta đã cho mắm rồi thì ta cho ít muối thôi. Coi khi mà mắm nó mặn lắm. Càng bóp càng ngấm gia vị càng mềm. Thôi ta được rồi, cái này được rồi. Cho sả trước này. Cứ cho sả thì không cho riềng nữa. Sả lăn thì cho sả thôi. Đấy, ta cũng bóp kỹ đi, xong rồi ta để ở đây khoảng độ tầm 15 phút sau rồi ta đun rồi ta ăn. Đây là món xào lăn nhé mọi người nhé. Được rồi. Đấy, đây là phần. Đây là cái nồi xương hầm của mình đây mọi người. Thơm ngon lắm này mọi người. Bây giờ mình đi xào lăn đây. Đây là nồi giả cầy của mình nhá. Ngỗng xào lăn đây mọi người. Xào lên thịt đỏ như thịt trâu luôn đây. Cái nồi xào lăn của mình đã chín rồi nhé mọi người. Bây giờ mình bắt ra. Cái nồi chả cầy của mình cũng đã sôi rồi. Thơm ngon lắm này mọi người. Cái nồi xương hầm này mình làm nồi nước lẩu luôn nhé mọi người nhé. Bây giờ mình đi đánh tiếp canh ngỗng nhé. Đây là mâm cơm nhà mình nhé mọi người nhé. Mời mọi người dùng cơm với gia đình nhà mình nhé. Hôm nay mình có làm được một món lẩu ngỗng này, một món rượu mận này, một món xào lan này, tiết canh ngỗng này. Mời mọi người dùng cơm với gia đình nhà mình nhé. Mời mọi người dùng cơm với gia đình nhà mình nhá. Lẩu ngỗng đây mọi người ơi. Tiết canh ngỗng. Xào lăn ngỗng, chả cầy ngỗng. Mời mọi người dùng cơm với gia đình nhà mình. Hãy mời các bạn uống rượu nha. Hãy mời các bạn miếng nha. Xào lăn à? Ngon lắm. Tuyệt vời luôn các bạn ạ. Uống ăn đi con.
Cùng ăn coca đi con. Ngon quá. Muốn ăn đi mẹ xé rồi đấy, ăn đi. Con ăn con thịt nha. Lấy cái gì xẻ sang bên này. Không còn bát nào. Bống ăn đi bống rồi. Ba. Ngon không bò? Tuyệt vời không? Con đang ăn miếng gì đấy? Xào lăn à hay giả cầy? Mời mọi người miếng xào lăn với mình nhá. Mời mọi người nhá. Cái này gọi nu hầm nhạt thì cạn nước thì vừa. Vừa ra tới cho muối mà nó mới vậy, chứ nãy có muối đâu mà nhạt. Này quên. Này coca con này. Miếng gì? Đây. Thôi được rồi, thôi uống đi. Uống chung. Đúng rồi. Ăn ăn nhiều và xong rồi thịt đây này. Thịt lẩu đây. Bố ăn đi. Mời mọi người. Bố ăn đi con. Chưa hả? Đừng xuống tay vậy con. Ba. Để giờ chơi quả thủ này chắc cũng chiều. Nghe cái hoàng đấy là đâu đấy. Nó phân bố cái cổ. Cái cổ ngỗng này. Khỏe, như vậy là ông Hải bảo ơi. Đúng là cổ ngỗng mà. Sao ra mà không sao mà cặn mà. Cổ ngỗng thì dài mà nó dài, ngỗng cái giống nó bản chất nó đã dai rồi chứ chưa phải nói là nó bé hay to. Thì đấy nó dai nên nó bạn để phần bố cháu ơi bỏ. Ừ. Công nhận là dài. Đây nước này. Cái này hầm xong rồi tối mua bún mà ăn. Làm cân bún nữa không?
gốc thì nó ngọt hơn cái trên thì ngan, còn uống vừa cái lá thôi. Đây là thịt ở dưới, dưới đây lá không vào như thế. Mời mọi người miếng giả cầy này, bây giờ em mời được, nó dài quá phải đi đun lại mọi người. Nhảy, nhảy đi nhảy lại, chết vẫn nhảy. Nào thôi lại cho vào bụng nữa đi thôi. Tiết canh đông lắm này mọi người, tiết canh đông. Thôi mời mọi người bắt tiết canh ngỗng nhé. Ngon lắm các bạn ạ. Tuyệt vời đúng không? Rất tuyệt vời. Phải. Một tháng phải làm 3-4 lần mà ăn mới là đủ tiêu chuẩn. Tất cả mọi người ủng hộ tôi nha. Nào, xin mời. Tiếp. À, mời tất cả mọi người nha. Ngon quá. Chào mọi người nhé. Thôi mình xin kết thúc video tại đây nhé mọi người nhé. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ cho ẩm thực tôi yêu nhé. Để ẩm thực tôi yêu ngày càng phát triển nhé. Cảm ơn các bạn nhé. Chào.